quý vị và các bạn, năm 2024, xã Phước Minh nằm trong kế hoạch của huyện Dương Minh Châu đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, đảng bộ, chính quyền và người dân đã tích cực triển khai các hoạt động với tinh thần quyết tâm phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Dù hiện nay trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến cận kề, nhưng không khí xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Minh vẫn diễn ra khẩn trương sôi nổi. Nhiều công trình đang triển khai, phấn đấu sẽ hoàn thành ngay từ đầu năm. Xác định việc xây dựng nông thôn mới là góp phần tích cực vào tiến trình thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chính vì lẽ đó, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Phước Minh đã chủ động ra soát các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. Đặc biệt, xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi đôn đốc từng tiêu chí, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành đạt chất lượng và thời gian đã đề ra. Thực hiện cái nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện và nghị quyết của đảng bộ xã, thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ cũng đã ban hành một cái nghị quyết chuyên đề về cái xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo thì cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công thành viên ban chỉ đạo xây dựng cái kế hoạch rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo cái bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo cái quyết định 2180 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đến nay thì hầu hết là các cấp ủy, các chi bộ cũng đã triển khai tuyên truyền ra đảng viên, đối với các đoàn thể thì tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để tham gia thực hiện. Là một xã có điểm xuất phát về kinh tế, văn hóa, xã hội thấp, nên khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Phước Minh đã thực hiện theo nguyên tắc việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau, lựa chọn những tiêu chí trong đề án để sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những tiêu chí không cần sự đầu tư, hỗ trợ vốn của nhà nước và những công việc cấp bách với đời sống dân sinh được ưu tiên làm trước. Những tiêu chí cần có sự đầu tư, hỗ trợ kinh phí nhà nước làm sau. Việc lựa chọn thực hiện các tiêu chí được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân với hai cái nội dung. Một là cái lấy ý kiến nhân dân về cái quy hoạch nông thôn giai đoạn là 25, tầm nhìn đến năm 2030. Hai là cái lấy ý kiến nhân dân trong cái vấn đề là thu vốn đối ứng trong nhân dân. Thì hầu hết là hai cái nội dung này thì được người dân trên địa bàn là đồng thuận và sẽ cùng với đảng bộ và chính quyền sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Minh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc chỉ ra tổ chức thành viên của mặt trận sẽ phối hợp cùng với nhà nước tham mưu cho cấp ủy chính quyền để thực hiện tốt cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì trong đó thì mặt trận sẽ chỉ đạo cho các ban công tác mặt trận ấp phối hợp rồi tuyên truyền vận động người dân để tạo sự đồng thuận cao nhất trong cái việc xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng giao thông nông thôn. Trong đó thì sẽ tập trung là vận động người dân hiến đất nó liên quan đến các cái đường giao thông nông thôn trên địa bàn của xã chúng ta, để làm sao đó thì trong năm 2024 chúng ta xây dựng 54 tuyến đường trên địa bàn xã để nó có các cái tuyến đường thuận lợi thông thoáng để tạo cái điều kiện tốt nhất cho bà con đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con dân. Thì từ đó thì người dân thừa hưởng được cái quyền mà
lại thiết thực trong cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về cái công tác xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận, tôi phối hợp với các cái đoàn thể trưởng ấp để tuyên truyền vận động người dân tham gia cùng chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới, là được người dân trong địa bàn xã là rất là đồng tình ủng hộ, và người dân cũng biết được cái đó là những cái quyền lợi của người dân. Người dân sẵn sàng tích cực sẽ tham gia đóng góp cùng với địa phương để xây dựng nông thôn mới. Xã mình tới đây là sẽ xây dựng nông thôn mới, cho nên là mình cũng phải hỗ trợ chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc để xây dựng cái nông thôn mới cho dân mình được sạch đẹp. Có chúng đất của bà con nào chút đỉnh cũng cố gắng thành tập trung nhau để hiến với nhau đất cho nhà nước, để tập trung làm con đường cho nó thoáng mát hơn cho dân mình, cuộc sống nó thấy nó thuận lợi hơn. Vừa qua mình được thêm mấy cái tuyến đường đã làm xong, hiện bây giờ là dân rất là vui mừng hứng hở, vì trước giờ không có cái con đường đi được sạch đẹp như vậy, mà hôm nay mình được như vậy thì dân rất là vui mừng. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong xây dựng các công trình hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Minh đã thực hiện củng cố và kiện toàn hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, phát huy vai trò giám sát của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã góp phần hạn chế thất thoát, nâng cao chất lượng các công trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thì có cái ban thanh tra nhân dân, cái ban giám sát đầu tư cộng đồng, thì được cơ cấu là từng ấp thì có từ 1 đến 2 thành viên. Thì thông qua cái hoạt động xây dựng nông thôn mới như xây dựng giao thông thôn, thì trên địa bàn của xã thì đã huy động là cái ban giám sát đầu tư cộng đồng. Cái thứ hai nữa là sẽ mời một số anh, số chú mà lớn tuổi có kinh nghiệm trong cái việc thực hiện xây dựng cũng như là làm đường giao thông thôn, sẽ tham gia cùng với Ủy ban Mặt trận, cùng với ban giám sát đầu tư cộng giám sát. Thì qua thì cái thực hiện cái trách nhiệm và cái vai trò giám sát thì được là cũng đã góp ý cho cái chủ đầu tư trên cái xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã thì rất nhiều. Qua đó thì các chủ đầu tư cũng đã khắc phục rồi làm các tuyến đường, thì như anh cũng thấy đó, thì hiện nay các tuyến đường trên địa bàn xã thì cơ bản là nó đảm bảo theo cái yêu cầu thiết kế mà kỹ thuật để phục vụ lại cái nhu cầu đi lại cho bà con. Dù đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhưng diện mạo vùng nông thôn tại xã Phước Minh đã bắt đầu có nhiều thay đổi. Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã đang được khoác lên màu áo mới. Các tuyến đường giao thông thôn sớm được duy tu, bảo dưỡng, kiên cố hóa, đảm bảo an toàn, không lầy lội vào mùa mưa và có hệ thống điện chiếu sáng xuyên suốt. Hệ thống thủy lợi giao thông nội đồng được cải tạo, các kênh mương tưới tiêu đảm bảo dòng chảy thông thoáng, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Bên cạnh sự đổi thay tích cực về hạ tầng kinh tế xã hội, chất lượng đời sống của bà con nhân dân trong xã cũng ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho người dân, thời gian qua, chính quyền và người dân tại xã Phước Minh đã chung sức đồng lòng để tạo nên sự đổi thay. Trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Về cái sản xuất thì các mô hình sản xuất nông nghiệp cũng như là cái nuôi trồng thủy sản của thế mạnh của địa phương, như là về cái sản xuất mì và các mô hình chăn nuôi cá lóc cũng như ba trên địa phương thì cũng đã được đẩy mạnh để phát triển nhằm tạo cái nguồn thu ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Hội dân xã cũng phối hợp các ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách về cái chương trình giải việc làm. Và đồng thời thì cũng nhận lập dự án và nhận các nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của trung ương, của tỉnh cũng như là quỹ hỗ trợ nông dân huyện và quỹ hỗ trợ nông dân của xã để hỗ trợ cho bà con về vấn đề là vốn. Có thể thấy những kết quả mà xã Phước Minh đã đạt được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay chính là minh chứng cho sự đoàn kết, nhất trí, sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây. Đó là động lực để Phước Minh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, đồng thời là động lực để xã tiếp tục viết thêm những thành tựu mới, với quyết tâm xây dựng địa phương trở thành một miền quê hiện đại, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, có thể tin tưởng rằng xã Phước Minh sẽ có những bước phát triển đột phá trong tương lai, qua đó sớm về đích nông thôn mới và hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.